Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những tin tức thời sự 16 giờ của Đài truyền hình Việt Nam. Một đường dây sản xuất phân phối sữa bột thực phẩm và thực phẩm chức năng kém chất lượng vừa bị triệt phá. Đây là đường dây có quy mô lớn với mạng lưới trên toàn quốc. Trong thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao đang ngày càng xảo quyệt với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau, nay lại xuất hiện thêm thủ đoạn mới, đó là công ty tư vấn luật hỗ trợ lấy lại tiền cho các nạn nhân bị lừa đảo. Cơ quan chức năng phát đi cảnh báo, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phải niêm yết giá vé đi các tuyến rõ ràng và không được phép tăng giá tùy tiện, yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đối với các đơn vị doanh nghiệp vận tải. Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực tại 10 địa phương với khoảng 84.000 lượt thí sinh tham gia. Năm 2023 chứng kiến những cuộc tranh luận bùng nổ về trí tuệ nhân tạo AI và ảnh hưởng của công nghệ tới đời sống. Trí tuệ nhân tạo cũng đã cách mạng hóa các phương pháp học tập truyền thống, từ đó mang lại hiệu quả tích cực, giúp cho người học có thể thu nạp được nhiều kiến thức bổ ích và tiết kiệm được nhiều thời gian học tập. Năm nay tỷ lệ thất nghiệp trên toàn cầu sẽ tăng nhẹ trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về nguy cơ năng suất đình trệ, bất bình đẳng ngày càng trầm trọng và lạm phát ảnh hưởng đến thu nhập. Các nhà khoa học đã tìm thấy khoảng 240.000 mảnh nhựa siêu nhỏ trong mỗi lít nước đóng chai, làm gia tăng lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe con người. Hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững và nâng cao đời sống của người dân, tỉnh An Giang đã và đang có nhiều hoạt động tích cực trong việc đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch nông nghiệp. Thời điểm này là lúc các nhà vườn trồng hoa và cây cảnh Tết trên cả nước đang gấp rút chuẩn bị nguồn cung, sẵn sàng cung ứng để phục vụ nhu cầu của người dân chơi Tết. Nhiều nhà vườn dè dặt đầu tư hơn so với mọi năm, ghi nhận tại các nhà vườn ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối bản tin là thông tin dự báo thời tiết. Kính chào tạm biệt quý vị.